Hoàn toàn chính xác, đó cũng là một góc nhìn tích cực hơn trong việc đó là chưa có những điểm kill. Theo em nhớ rằng thì game thi đấu đầu tiên thì anh Gary đã confirm là không có kill rồi, game thi đấu này cũng như vậy. Game trước thì không biết, nhưng bây giờ thì Sir Brother Esports họ bắt lại được một người đến từ Liu Liu. Đó là vị trí của béo, lần này thì Liu Liu gặp khó rồi, nhảy xuống farm cũng chặt đầu luôn. Tên một người nó, và đó là 3 điểm mà cũng clear luôn rồi của Liu Liu. Sir Brother làm quá nhanh trong tình huống này. Và bây giờ thì không có top 3 cho Liu Liu nữa rồi. Chưa biết được thủ phạm bắn lốp xe đó là ai, game home thì hơi khó. Vì đó muốn góc bắn chéo và bị căn nhà che khuất. Và vừa rồi thì Fergus lại bắt được người đồng đội của mình, một người đồng đội cũ trong màu áo của DZ Gaming, đó là vị trí của NBK. Phơm ngay lập tức từ vị trí của Long Ca, điểm kill đem về cho Fergus. Himat cũng đang kê về khu vực xe của vị trí Tuấn Z, và thôi xong rồi, lên xe ở thời điểm này là sai. Anh ta bị knock out nhưng Himat bị focus sang từ vị trí của Rafa. Vâng, đang rất nhiều những cái phương án di chuyển đến từ Cerberus, và X-Tay đồng thứ vẫn chưa buông tha, vẫn đang tìm focus sang một góc chạy chay của Tuấn Z, và Stronzy cũng vậy, đang liên tục tìm focus sang và suýt chút nữa Tuấn Z bị knock out. Một chấm máu còn lại, cơ hội vẫn sẽ là còn để Hồ Chí Minh điểm báo, nhưng vừa rồi tiếng có táp quá tốt từ vị trí của Gacon. Trong đó thì Bảo Nam đang bất ngờ khi Simon T, vị trí in-game leader của Bảo Nam đang bị knock out. Và bây giờ thì quả nết tốt từ vị trí của Rafa, thì Solozy tạm biệt cuộc chơi và thêm cả Pháp đã phải nằm ôm bụng. Hải Saki còn đó nhưng góc này đang là hơi khuất so với vị trí của Rafa, nhưng đã nhận được vị trí đối phương, và Cerberus Esports cũng đã ra đi luôn vị trí top thứ 15. Long Ca có góc bắn trước nhưng cũng phải cực kỳ cẩn trọng trước Good Game Easy. Nhận ra những người đồng đội của mình gặp nguy hiểm, Good Game Easy muốn kéo người vào, tuy nhiên thì họ bị No One ngăn cản. Và bây giờ Long Ca đang tràn lên, tặc sẽ có được cho mình ai điểm kill khi mà quả smoke này tan đi. Đây sẽ là double kill cho Long Ca, chẳng không được rồi, Phương đã tới kịp thời. Long Ca bị knock out đi, DZ Gaming mình tạm thời mất đi một người, liệu họ có cứu được vị trí Long Ca hay không? Đây thực sự là rất khó khi đây là một vị trí vô cùng xa. Good Game Easy hoàn toàn có thể bắn xuống. Team No One tiếp tục focus rằng Neo Team đang bị động vào dưới ống súng của Alex K rồi. Nhưng mà cùng của bác nằm dưới tay của Sapau. Bây giờ thì đó là double kill dành cho Alex K. Chỉ còn lại khoảng chừng cho mình 20% lượng máu thôi. Nết được nhồi ra từ vị trí của Levit và knock out hoàn toàn. Glory cái tên ra đi tiếp theo khi Tam thất táp, và quá tốt với khẩu mini 14. Game Hồ Hòa Đông phải đổ đèo ở vòng bo thứ tư, gặp quá nhiều những cái áp lực, và bây giờ chỉ còn lại một mình vị trí của 3007 nữa mà thôi. Tam thất bắn từ trên high ground, và khi 3007 di chuyển vào thì anh ta cũng sẽ bị nắm lại vị trí hoàn toàn, và Levit thậm chí còn đang được kê đây. Nhưng nếu nhìn sang bên phải kia thì 3007 bắt được vị trí của Levit, knock out thành công. Levit cùng với Nam Sĩ đang ở phía bên trong bo, và cơ hội vẫn sẽ là còn. Nhưng với 3007 liệu còn thời gian để hồi cho mình cái first aid kit hay không? Đã là kịp rồi, những Tam thất đối đầu với 3007. Ở kia Tam thất ơi, táp thế kia thì chết nhưng vẫn kịp. Và sau cùng thì Tam thất cũng tạm biệt cuộc chơi luôn, khi mà Small and Esports, Béo Dora cũng đã táp sang và top thứ 13 cho The Expendable. Phương không biết đây là lần thứ mấy anh ta bị knock out rồi. Và như vậy thì cũng tạm biệt luôn cuộc chơi này vì top thứ 11, khi mà có quá nhiều họng súng focus sang. Và DBZ Gaming thì IQ500 bắt được vị trí của Smell. Poseidon Esports vừa tạm biệt cuộc chơi vì top thứ 10. Anh ta cần phải biết rằng phía trước mình có rất nhiều địch bắt đầu lùi lại và trả ra những quả đồ để sẵn sàng một tình huống phản công. Long Ca cuối cùng dứt điểm vị trí của Klee, đó là top 9 dành cho Easy Sport. Bây giờ thì LG Divine đã mất đi vị trí Turtle dưới họng súng gà con rồi. Bên dưới đồi là Jaycan. Bây giờ Zigo thì cũng đặt tâm tốt, anh ta bắt được vị trí của Slow. Thêm một người lớn nộ ra, đó là vị trí của Greeny. Máu mất là nhiều, tuy nhiên thì vẫn chưa đủ sát thương. Zigo vẫn đang nhá đây, Greeny đã lộ vị trí rồi, có thêm một người nữa bắn phụ và vẫn chưa có ai phải nằm lại cả. Né là cực kỳ dẻo. Sapau bị bắn, Sapau bị bò đốt và anh ta sẽ phải nằm ở đây. Béo đô ra người nó vào, hùng vô địch bắt được vị trí Little Dog, trả ra nhiều vô cùng gắt đến từ Zigo, nhưng anh ta sẽ làm được ai. Ôi, dành cho vị trí của Zigo cũng có ngay sau đó. Và khi chúng ta chỉ còn lại 6 đội tuyển thôi thì Long Ca bị knock out vị trí của Văn Nghị. Một tình huống sấy rất xa nhưng độ chính xác là quá cao. Long Ca không được cứu lên và DG sẽ chỉ còn lại một mình vị trí của IQ500 mà thôi. Phải dùng chiếc xe này để làm lớp cover. NKB bắt được vị trí JN, LG Divide và JN sẽ phải nằm lại luôn. Sau đó khi mà anh ta đứng quá xa với người đồng đội của mình, Jaycan cũng bị knock out và người chơi cuối cùng đến từ LG Divide có thể tấn công được trong tình huống này, đó là Đức Mỹ. NKV bắn chéo xuống, chiếc xe của Bảo Nam đã phát nổ rồi. Bây giờ thì họ lấy cái gì để che chắn đây? Chỉ còn là hai người thôi, những áp lực đến từ Deadland gây ra về phía Bảo Nam là quá nhiều. Young Beam thì cũng bắn tốt, anh ta bắt được vị trí của BNME. NKV ở đây, anh ta cố gắng sấy ngược ra ngoài nhưng liệu có được hay không? Đây, Bảo Nam đang muốn tràn lên, họ nhận ra đây là vị trí mình có thể chiếm được. Bảo Nam tấn công và NKV còn lại cho mình 48 máu thôi. Và phía bên ngoài thì vẫn còn đó là cả bốn người. Bảo Nam thì cũng sấy tốt đến từ NKV, anh ta bắt được vị trí ở chat. Simon T nằm dưới họng súng của Đạt Blue. Có quá nhiều cái tên đang muốn focus vào vị trí của Bảo Nam ở đây. Hai người đến từ Bảo Nam đã lộ ra một người này, liệu có thoát được hay không? Đây cái kết là không. Jaycan bắt được từ vị trí của Young B và đây có lẽ sẽ là hết dành cho Bảo Nam rồi. Có mà chạy lên quận thôi, giữa đồng không bông quạnh thế thì chạy đi đâu bây giờ?
Trong khi đó thì Unicorn VR đang họ đã tiếp cận được khu vực nhà của X Stadium Thủ Đức. Nết nhồi vào, Tuấn Z có được mạng của Đạt Blue. Mặc dù họ đang thủ nhà rất khéo, nhưng bây giờ Văn Nghị tiếp cận khu vực nhà quá gần rồi và anh ta được xây chết vị trí này. Little Dog bị knock out và confirm cứu ngay sau đó. Unicorn VR đang vẫn còn cơ hội rất nhiều trước X Stadium Thủ Đức, thậm chí là cơ hội để cứu lại những thành viên của mình thì Văn Nghị bắt thêm vị trí của gà con. Bây giờ thì Đạt Blue đang chờ để được cứu lên. Tuấn Z đang rất nhiều máu, Văn Nghị hồi kịp được first aid kit. Và tình huống này sẽ là 1v1, nhưng LG Divine đang có mặt ở rất gần đây. Cơ hội để tiếp cận với tình huống giao tranh đem về cho mình một cái lợi thế. Nhưng Tuấn Z bắt đầu đẩy ra khỏi khu ngoài nhà. Và ở kìa, nhà bắn khéo thì chính Tuấn Z chứ không phải là Văn Nghị nữa. Anh ta được xây trước hoàn toàn. Nhưng sau cùng thì X Stadium Thủ Đức họ dừng ở top thứ 3 mà thôi. LG Divine và Unicorn VR đã đứng trước cơ hội này. Nhưng đó là top 1 gọi tên LG Divine với 7 kill khi bắt nhịp và tình huống giao tranh là quay.